Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Mời chị Vân ạ, ngày mai là ngày đầu tuần, không biết là thời tiết Hà Nội còn nắng đẹp như ngày hôm nay không ạ? Vâng Mạnh Cường, theo dự báo thì ngày mai thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có nắng đẹp vì trời duy trì trạng thái ít mây. Tuy nhiên điều này lại khiến cho nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất thấp. Trong tối nay, dự báo nền nhiệt ở vào khoảng là từ 18 cho tới 20 độ. Nhưng sáng sớm mai sẽ giảm xuống chỉ còn là từ 12 tới 14 độ, khá rét. Đó lại là thời điểm mọi người bắt đầu đi học, đi làm, cho nên quý vị nhớ mặc ấm trước khi ra ngoài. Và với kiểu thời tiết là sáng rét, trưa nắng ấm thì quý vị nên lựa chọn nhiều lớp áo kết hợp với áo khoác ngoài để thuận tiện cởi bớt khi mà trời chuyển ấm lên. Không mặc áo len hay là áo khoác quá dày. Đêm nay thành phố Hồ Chí Minh dự báo trời cũng ít mây, gần sáng sớm mai se lạnh, nhất là khu vực Cần Giờ, Nhà Bè hay là Củ Chi, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức nền nhiệt là 22 độ, còn khu vực trung tâm thành phố mức nhiệt là 23 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.